Xin chào quý anh chị đầu tư nhé. Hôm nay kênh đất vườn rẻ EK Đắk Lắk có mặt tại Cư Ni, huyện EK, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục gửi đến quý anh chị đầu tư một lô đất đầu tư bất động sản nữa. Đấy. Và trên đất có những cái gì đấy để thu hút quý anh chị đầu tư có thể đầu tư và sinh lời thì mời quý anh chị xem phần tiếp theo của video nhé. Đây, tôi đang có mặt tại vị trí lô đất thuộc Cư Ni. Thì vị trí lô đất là tổng diện tích của lô đất là 366 và có 97 mét mặt tiền đường nhựa luôn. Đây, mặt tiền đường đây cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì thuộc khu vực đông dân cư. Đấy, có hệ thống điện đầy đủ luôn. Đấy, xung quanh này đã có nhà yến này, nhà dân đây. Đấy, và trên đất thì trồng toàn bộ là điều. Đấy, thì từ vị trí lô đất là cách đất quy hoạch của chợ đầu mối thuộc Cư Ni thì khoảng tầm là 1,5 km. Đấy, và cách đường Quang Trung. Đấy, đường Quang Trung là đường lên xã lớn là 2 km, và cách trung tâm thị trấn EK khoảng 3,5 km. Thì trung tâm thị trấn EK này chúng ta có thể di chuyển xuống Nha Trang được và về Buôn Ma Thuột được. Đấy, đất bằng phẳng luôn. Đấy, và trên đất là hiện tại là đất cát. Đấy. Đấy. Giá để quý anh chị đầu tư có thể đầu tư là 1,2 tỷ cho lô đất là 366 và có 97 mét mặt tiền đường phun hồng. Trên đất thì trồng toàn bộ là điều kinh doanh. Đấy. Về giấy tờ pháp lý thì có một bìa sổ sách minh bạch. Đấy. Quý anh chị đầu tư quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0916 277 087, kênh đất vườn rẻ EK Đắk Lắk để nhận được thêm thông tin. Và cũng đừng quên là đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị đầu tư nhé. Chúc anh chị đầu tư một ngày tốt lành.